chỉ mới có 15 phút thôi. À, bên tay phải của khách hàng đã được căng, kéo căng cái vùng mắt ra bằng hai cái sợi chỉ. Đó, mà chúng ta thấy rằng là bây giờ bác cười giúp em ạ, hết nhăn hoàn toàn đúng không? Đó, và chúng ta nhìn lại bên này. Đấy. Đây, bên này, ta nhìn lại bên này, bác cười đây. Bên này chúng ta chưa làm, rất là nhăn rất là nhiều. Đó, và bên này chúng ta đã làm rồi, đã hết chăn hoàn toàn luôn. Thế rằng là trước khi làm thì cái vùng chăn mắt sẽ rất là nhăn, nhất là cái vùng mặt cười. Chúng ta nhìn đây, đây là cái vùng trước khi làm cái hình ảnh, trước khi làm mắt rất là nhăn. Và sau khi làm chúng ta đã sử dụng cái công nghệ chỉ, công nghệ kỹ thuật kéo slip, tức là dùng 4 sợi chỉ, mỗi bên 2 sợi kéo ngược nhau. Đây là một cái kỹ thuật rất là cao khi sử dụng cái xóa nhăn vùng mắt. Và chúng ta thấy rằng là khi kéo như thế thì cái vùng mắt của khách hàng trước nó hơi bị sụp, bây giờ nó đã được nâng lên đó, và nó mở rộng cái mắt ngoài, đồng thời cái nhăn mắt đã được xóa đi hoàn toàn luôn. Chúng ta thấy rằng là cái hốc mắt của chị giờ hiện nay đã mở được rất là to đúng không ạ? Thì đặc biệt chúng ta nhìn thấy cung mày của chị trước nó hơi cụp xuống dưới, bây giờ dùng cái chỉ để kéo cái cung mày lên trên, chúng ta thấy rằng là và chúng ta thấy là cái má mí của chị hiện nay giờ đã nổi ra rồi. Đấy, cái mí giờ đây là cái mí này, cái mí của chị. Đấy. Khi mà chúng ta nâng được cái cung mày lên ấy thì lúc này là gì? Cái mí nó tật ra. Đấy, hốc mắt được mở rộng, mí được tật ra. À, chị nên em hỏi chị là trong quá trình làm ấy thì thấy kích, chị thấy có đau đớn gì không? Không đau đớn gì đúng không ạ? Kết quả thì sao? Chị có hài lòng không? Dạ có. Rất hài lòng đúng không ạ? Ok.